Wow, chào mừng quý vị bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên bán những cái dòng xe lằng nhằng và khủ khoảm. Và hôm nay một chiếc xe đúng thương hiệu Vũ Duy Ô Tô luôn, vừa về cửa hàng xong. Con này thì đã được bên Vũ Duy Ô Tô đồng sơn lại 100% cho nó đẹp. Vâng, vì tại sao? Vì là hôm vừa rồi lấy chiếc xe này về thì nói thật các bác là xe bác chủ, bác ấy đi cũng hơi xước xiếc một chút. Vì mặc dù là xe rất là đẹp nhưng mà vì bác ấy làm như vậy nên là thành ra là em xì tút lại 100% cho nó mới. Thế nên là chiếc xe này sơn zin chỉ còn 0% thôi các bác nhá. Một chiếc xe màu xanh, con này đăng ký nguyên bản màu xanh luôn, đúng màu xanh này luôn. Và chiếc xe này thì đấy các bác nhìn ạ, trông nó rất là rộng, cảm giác rất là rộng bên trong rồi. Tuy nhiên bên ngoài nói thật các bác là đúng là em cảm thấy nó hơi xấu xấu, nhưng mà xấu nhưng kết cấu nó hoàn hảo các bác ạ. Cái đầu kia tí này em sẽ phân tích cho các bác tại sao nó hoàn hảo. Các bác chỉ cần độ lên mặt catalang phát là ok luôn. Con này thì được cái là 15 năm rồi, lăn bánh 28 vạn rồi. Đăng kiểm thì còn đến tháng 9 năm 2022. Nhưng mà bên trong của nó thì rộng vô đối luôn. Không gian bên trong là không gian cho trước 7 chiếc ghế dành cho 7 người ngồi. Và con này thì dành cho những gia đình mà gọi là ưa xê dịch. Các bác thích đi phượt, đi bụi cũng được. Vâng, vì dòng xe này thì đi nó cực lành bền. Và các bác ngồi trong cái xe này đi nó đầm như là kiểu ngồi trên phi thuyền đấy ạ. Vâng, cực êm luôn nhá. Và có thể gọi là máy bay cũng được rồi. Phi cơ mặt đất mà. Một mẫu xe Hàn Quốc Kia Carnival sản xuất năm 2007. Vâng, con này thì bây giờ đăng kiểm 6 tháng rồi nhá. Hầu như tất cả xe từ 2011 đổ về từ trước ấy ạ, là đều đăng kiểm 6 tháng rồi. Và con này thì là xe không có niên hạn nhá. Vâng, chính là các bác mua các dòng Starex này, hoặc là Hero này, hoặc là các bác mua dòng Ford Transit ấy ạ, thì các bác khi mà hoán cải ra thì xe các bác vẫn là xe hoán cải, thì vẫn là có niên hạn. Và thường những cái đời như thế này thì các bác chỉ còn vài năm nữa thôi. Thế nhưng mà ở Vũ Duy Auto với chiếc xe này các bác không có niên hạn nhá. Và đặc biệt con này là biển Hà Nội luôn, 30A12730. Một mẫu xe đình đám và một mẫu xe rất là rộng. Mặt catalang thì các bác có thể nhìn là mặt catalang chiếc xe hiện nay đang là để nan đen. Thế nhưng mà các bác có thể là mạ chrome, hoặc là các bác có thể là mạ chi tiết vàng lên cho nó hoành tráng các bác. Ốp catalang màu vàng nó cực kỳ đỉnh luôn. Riêng cái biển 30A12730 này thì không có lỗi lầm. Xe thì cũng tương đối là vài chủ rồi, thì cũng cái này thì cũng bình thường các bác nhá. Được cái là sơn si đồng cản thì bên em bao cho các bác sơn riêng rồi, là các bác cứ yên tâm nhá. Bao cho các bác là sơn bên em làm, nên là các bác cứ không phải nghĩ ngợi gì luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe thì là bên trong đèn này, đèn pha thì là sử dụng đèn halogen. Thế nhưng mà đèn cốt đèn pha bên này thì là sử dụng đèn LED hai mắt các bác nhá, nên là khả năng sáng rất tốt. Quên, xin lỗi, đèn định vị ạ. Vâng, còn đưa chủ lại làm quả bi gầm Fuji nữa này. Đấy, riêng quả bi gầm này là một đôi bi nhá các bác nhá, trị giá của nó cũng vài triệu rồi. Đấy, thì bác ấy cũng rất là đầu tư cho chiếc xe. Tuy nhiên là đằng trước xe thì không có cảm biến tiến phía đằng trước, không có cảm biến va chạm rồi này. Đấy, thì các bác về cẩn thận hơn thì các bác có thể lắp cảm biến va chạm cho chiếc xe này. Còn phần đèn của chiếc xe thì cũng đã mờ theo thời gian rồi. Tuy nhiên là cái này thì vẫn bình thường các bác nhá. Đèn này thì các bác thích thì có thể đánh bóng lên là ok. Còn tất chất tôn, đấy, tôn mỏng đều. Và xe thì bao cam kết cho bác rồi, không có đâm va, không tai nạn. Tôn cabo thì không có chạm một chút nào nữa các bác nhá. Sơn di đồng đều. Đấy, tất cả các cái phần gờ này, phần gờ là phần khe này, đều rất là ok. Kính của xe là kính zin. Đấy, kính zin đây này, kính nguyên hãng Korean Auto Glass làm bị tật thì các bác nhá. Đấy. Thế còn lốp của con này thì bốn quả lốp Crosswide 010 của Linh Lông, thì bốn quả lốp này nó cũng chỉ là lốp vừa tiền thôi. Tuy nhiên được cái là lốp này là lốp 20565 với vành la răng 15 inch, la răng 7 chấu. Đấy, tượng trưng cho chữ số 7 ạ. Vâng, trường tồn vĩnh cửu. Và đặc biệt là các bác có thể nhìn là phanh đĩa nhá. Con này có hai phanh đĩa phía đằng trước và phanh tang trống ở đằng sau. Cua lốp thì sạch sẽ đồng đều. Đấy, tuy nhiên là có phần sơn hôm vừa rồi của bên nhà em. Thế này là trông nó hơi cứ xanh xanh đen đen. Nhưng mà cái này bình thường các bác nhá, không có hàn mục là được. Đấy, nói chung là không có hề hàn mục. Gầm của xe thì đẹp. Nói chung là đây các bác nhìn này. Thời tiết ban chiều hôm nay khá là ủng hộ cho việc review xe. Vì chiếc xe này là một chiếc xe phải nói khá là được về chất, ngay kể cả từ phần tôn. Hay là các bác nhìn này, chỉ keo của nó còn nguyên này. Đấy, chỉ keo nguyên này.
Đấy, keo chỉ zin và các cái phần nẹp đấy nhá. Bình thường các bác chỉ cần nhìn phần cột này là các bác đoán được ngay là xe nó chất như nào rồi. Đấy, bao cam kết cho bác là không có đâm va. Đấy, xe không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Một chiếc xe đời 2007 nhưng mà đẹp như là 2010 mấy luôn ạ, 13, 14 luôn. Thế còn các cái phần rãnh trượt của nó còn đẹp luôn này. Đinh dập còn nguyên này. Đấy, xe không có lỗi luôn nhá. Phần dưới như thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Không hề nhiều dầu mỡ và đặc biệt là xe người ta sử dụng được bảo dưỡng chăm chút định kỳ thường xuyên. Thế nên là chất xe thì các bác cứ nhìn những cái chi tiết này là các bác có thể đoán được chất xe rồi. Vâng. Một chiếc xe mà có ghế hàng thứ hai là xoay 180 độ các bác nhá. Vâng. Ghế này thì hiện nay là em đang xoay xuống, thế còn tí nữa em sẽ xoay lên cho các bác rồi. Vâng. Đấy, và đặc biệt này có cái đây. Mình hạ cái ghế này xuống. Đấy. Em úp cái ghế này xuống này. Thì là bây giờ ta sẽ mở được cái này. Cái này là chỗ để đồ nước luôn cho các bác mà đi đường trường ấy ạ. Thì các bác hay đi đường trường các bác để đồ ăn nước uống ở trên này là rất là ok. Đấy, có phần chống thủy lực các bác nhá. Đấy, vâng, đây là em xoay ghế xuống rồi này. Thế còn tí nữa thì ta sẽ xoay cái nốt cái hàng ghế bên kia rồi. Cái này ghế xoay 180 độ đây. Và hàng ghế thứ hai thì rộng vô đối luôn. Tất cả da của xe đều là da rất đẹp nhá. Được khâu tỉ mỉ cẩn thận và da zin của nó vẫn còn này. Đấy. Trần của con này thì đẹp luôn. Và các bác có thể để ý là xung quanh ngay cùng hàng ghế đó thì có cửa gió da của điều hòa kết hợp với cả đèn chiếu sáng luôn. Đấy. Trần con này thì đẹp rồi, không chê đâu được luôn. Đấy. Vâng. Và ghế lái thì còn chỉnh điện luôn nhá, rất hiện đại luôn. Ghế lái chỉnh điện cho các bác luôn này. Đấy. Ghế lái chỉnh điện da này, sờ rất là mềm. Đấy, độn da tốt và vô lăng thì vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn và túi khí thì còn nguyên các bác nhá. Đấy. Đấy, còi vẫn to. Xe cứng, nói chung là tầm tiền các bác mua khoảng hơn 100 triệu. Vâng, con này thì là 148 triệu. Thì các bác mua mẫu xe này cho gia đình là rất là ok. Vâng, chứ còn tầm trên loanh quanh khoảng 200 thì cũng rất là khó lựa chọn. Ở đây là đời nó cũng vừa phải, không hề thấp mà xe thì cứng cáp. Đấy, tất cả các đồ của xe vẫn còn ngon. Lốp này nguyên zin cả dàn luôn đấy các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Đấy, lốp cả dàn 2019. Vâng, nhưng mà gần như là mới luôn. Kính này, kính này, kính zin này, kính của Han Class. Đấy, kính zin luôn. Phần hậu sau thì các bác có thể nhìn là ghế này. Đây là hiện nay là em đang ngửa hàng ghế ra. Thì các bác vẫn có một cái khoảng để đồ du lịch đi lại rất là ok. Đấy. Còn khi mà mình úp ghế xuống, nghĩa là mình gạt cái này xuống. Đây, em gạt luôn này. Thì em dựng lên. Đấy, cái hàng ghế này lên. Thì là bác lại có thêm rất nhiều chỗ để đồ luôn. Chưa tính là cái ghế này có thể trượt lên, trượt xuống các bác nhá. Đấy, vâng. Nói chung là bác nào mua về, các bác có thể là dùng cái này chở đồ. Hoặc các bác đi chở đồ nội đô cũng được. Hoặc là các bác có thể chở khách đi trong thành phố cũng rất là ok. Mà lại rộng rãi. Dòng này thì được cái là nó ăn xăng cũng tương đối đấy ạ. Vâng. Một chiếc xe mà sử dụng cỗ máy 2.4. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Vâng. 10 lít số sàn. Nên là các bác chi phí về sau sửa chữa nó cũng rất là đơn giản. Đèn hậu của xe thì vẫn còn rất là đẹp và không có lỗi lầm. Đấy, đèn hậu đây các bác nhìn này. Hậu sau xe đẹp này. Cứng và không có lỗi lầm luôn nhá. Bên này. Đấy. Vâng. Đấy, tất cả đồng sơn xe thì bên em đã làm hết rồi. Thế nên là bao cho các bác test thoải mái luôn. Đấy, còn hậu sau đây. Úi giời. Con này chống thủy lực tốt nên là mở ra nó hơi cứng một chút. Đấy, khi mà em đóng hậu sau đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Đồng đều luôn. Và xe thì không có đâm va nhá. Bao cam kết test cho các bác thoải mái luôn. Kính cũng là kính Han Class zin này. Đấy, mở này cho nó sướng. Úi giời. Tại sao mà em mở? Vì là các bác có thể để ý này. Cái phần khi mà cái cửa này mở ra thì cái khoảng cách từ đây cho đến vào trong là nó dài đến 1m3. Thì là các bác có một chiếc gần như là một chiếc dù ở ngay đằng sau hậu xe luôn. Thế là cũng rất thích hợp cho bác nào mà đi phượt, đi phịch. Thì các bác đi những cái xe này như thế này là các bác có một chiếc xe máy chỉ hiệu, người ta gọi máy hiên di động ạ. Vâng, cửa lùa. Lùa lác rất nhẹ nhàng. Nói chung là trượt lùa của xe thì rất là ngon. Đấy, các bác nghe. Vâng, trượt lùa nhẹ nhàng luôn nhá.
không hề bị khó khăn. Đấy, trượt lùa rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, và các cái ray trượt của nó còn nguyên. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chỉ cần những người tinh mắt thôi nhìn như này là sẽ hiểu là chất xe như thế nào rồi. Và các bác chỉ cần tinh mắt, các bác để ý những cái phần trượt lùa này là các bác biết chất của xe. Vì thường thường xe ngon thì trượt lùa bao giờ nó cũng sạch như thế này. Thế còn xe không cứng mà xe cũng bình thường á thì trượt lùa nó bao giờ nó cũng rất là kém. Đấy. Và hậu bên này em sẽ đóng ghế xuống. Úi giời. Đấy, hạ ghế xuống nhá. Các bác qua hẳn một cái chỗ người ta gọi là bàn tiệc. Cái này ngồi hàng ghế thứ ba, ngồi sau. Đấy. Một chiếc xe dành cho những ai mà thích đi du lịch. Cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy các bác nhìn này. Riêng cái phần cửa lùa đến hàng ghế thứ hai, à hàng ghế thứ ba đấy ạ. Cực kỳ rộng và đặc biệt là các bác để đồ trên đây cũng rất là ok, tiện lợi cho các bác nhá. Đấy. Đi gia đình 4 người thì quá là rộng luôn. Thế còn đi 7 người thì vẫn rộng rãi. Và đặc biệt là đây là dòng xe phân khúc, người ta gọi rộng nhất cái phân khúc MPV luôn ạ. Vâng. Những mẫu Honda Odyssey hay là những mẫu Kia Soream, những cái mẫu Caravan hoặc là những mẫu Hyundai em tự dưng quên ạ. Và đấy là những mẫu xe mà rất là rộng đấy, cùng phân khúc. Thế nhưng mà các bác có điều kiện kinh tế vừa phải, các bác chơi con này thì rất là ok. Mẫu xe này thì ăn xăng tương đối, nhưng mà được cái là chất của nó thì vẫn còn rất là ngon. Đây các bác nhìn này, các cái táp lô. Đấy, xe đẹp cứng luôn nhá. Vâng, bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán những cái dòng xe này. Vâng, chuyên bán những cái dòng xe lằng nhằng khù khoằm, giá vừa rẻ. Đấy, nên là các bác nào quan tâm thì các bác có thể điện cho em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, chỉ có 148 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Kia Carniva 2007. Đời cao, xe cứng và không có lỗi lầm. Đấy, các bác chỉ cần nghe tiếng đóng cửa là có cái chất của xe rồi. Bốn quả lốp dày như mới luôn các bác nhá. Bốn quả lốp Crosswide HP 010 của Linh Long. Đấy, toàn bộ sơn thì là bên em đã làm xì tốt xì tát hết cho các bác rồi. Về các bác không phải làm một cái gì luôn và bảo hành sơn cho các bác luôn nhá. Vâng, bên hãng là một hãng xe Kia, là một hãng xe rất là nổi tiếng. Vâng, tại thị trường Việt Nam thì cái dòng Kia Carniva này một dòng xe siêu rộng luôn. Đấy, giá nóc của nó đầy đủ rồi. À, các bác nhìn ạ, giá nóc đầy đủ. Xe cứng cáp, sạch sẽ. Và máy của nó này thì cũng đã được xì tốt hết rồi. Và các bác cứ việc chạy thôi. Em sẽ mở khoang máy cho các bác xem nhá. Xe thì cực kỳ hiện đại luôn. Kể cả cái chỗ phần đạp chân này. Đấy, đạp chân này nó cũng là phần đạp như dòng xe cao cấp luôn các bác nhá. Thế còn phần chân côn, chân phanh, chân ga thì là đều đệm cao su. Cái này là đệm cao su này. Nó trông nó thế này thôi. Chứ còn đây này, của nó vẫn còn mới tinh. Đấy. Gần như là xe được bác chủ, bác ấy trước bác ấy làm ở bên chỗ gần trường. Bác ấy đưa có đón con đi học nhiều. Và bác ấy cũng sử dụng mẫu xe này để cho gia đình đi du lịch dã ngoại hơi nhiều luôn. Thế là đâm ra là bác ấy chăm chút rất là cẩn thận. Vì những người đi xa là người bao giờ người ta cũng phải chăm chút xe cẩn thận thì mới chạy được. Đấy. Khoang máy thì đã được làm rồi các bác nhá. Chiếc xe này thì sử dụng động cơ máy V6, vâng, 2.4, máy chữ V đó. Vâng, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Và dòng này thì máy số nó rất là lành bền. Con này có mỗi cái là chạy vì là số sàn. Thế nên là các bác đi những cái dòng này thì các bác sẽ không phải lo lắng đến cái chuyện là chi phí sửa chữa hỏng vặt nó nhiều. Mà cái dòng này sửa chữa nó rất là lành và ăn ít tiền luôn đấy ạ. À, thế còn phần đầu răng này các bác nhìn này. Đấy, đầu này. Đầu của xe vẫn còn rất là đẹp. Tai đèn đây còn nguyên. Đấy, xe thì đảm bảo cho các bác không có đâm va nhá. Các cái chỗ số má này của nó còn nguyên này. Xe đảm bảo cho bác là không có đâm va, tai nạn ngập nước. Đấy, và chất xe thì đã được xì tốt cho các bác hết rồi. Vâng, một mẫu xe ngon 2007. Động cơ máy V6 ăn xăng tương đối và chất thì khỏi bàn luôn. Đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán những cái dòng xe lằng nhằng khù khoằm. Nên là các bác nào mà thích thì các bác có thể là qua cửa hàng em xem xe và thẩm nghiệm nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ tại Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt các bác. Đấy mà cứ bảo thao thao bất tuyệt cũng quên không đè nổ con này.
Đấy, máy lên ngay các bạn. Đấy. Động cơ máy V6 2.4 rất là khỏe được các bác nhá. Màn hình OI. Đấy. Và con này đây, kính điện này. Tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, cửa lùa đây. Dòng xe máy rất là ok. Đấy. Đèn nóm đầy đủ, điều hòa mát lạnh luôn. Và không gian bên trong thì rất là rộng nhá. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này, làm bánh 28 vạn đây. Thì alo cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 158926 đấy. Con này thì bên em đã làm xì tút hết rồi. Rồi về các bác chỉ có việc đi thôi nhá. Dầu mỡ thì đầy đủ và dầu mỡ thì vẫn còn rất là vàng các bác. Đấy, xe thì ngon, máy chạy nổ giòn và chắc chắn là không có hơi thừa cho các bác rồi. Đấy, các bác nhìn này, không hề có hơi quái hơi thừa luôn nhá. Vâng. Một chiếc Kia Carnivan đời 2007, xe đẹp, cứng, một mẫu MPV khá là ngon, bổ rẻ, đang có mặt tại bên em. Và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm. Cảm ơn các bác nhé, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những mẫu xe vừa ngon vừa lành vừa bổ vừa chất. Đấy, được cái là con này đi thì rất là chất luôn, chắc chắn vô cùng. Điều hòa thì mát lạnh, máy gầm ngon, xe cứng. Đấy. Số. Ui, con này đạp ga phát quá. Bốc lắm không ạ? Chạy bốc thì thôi rồi. Đấy. Cái trong thì rộng vô cùng luôn. Đấy. Mở luôn kính điện cho nó thoáng này. Đấy. Xe đẹp như thế này không mua thì để làm gì? Đấy, cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. 28 vạn được các bác luôn. Đấy, màn hình nhạc nhẽo đầy đủ, đập sừng sụt luôn. Con này được cái nội thất bên trong rộng vô đối luôn. Xe chất. Dành cho gia đình ok. Điều hòa hai vùng luôn này, vùng trước vùng sau này. Đấy, màn hình đa chức năng này. Úi giời, hiện đại kinh khủng luôn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.